Việt Nam rất hoan nghênh sự hiện diện của các quốc gia tham dự APEC 2017, đặc biệt là Hoa Kỳ, để các bên cùng tiếp tục định hình và phát triển các mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nền kinh tế thế giới. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam tại buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cuộc gặp này mang nhiều ý nghĩa, đúng thời điểm để trao đổi về những công việc cụ thể chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, đảm bảo sự thành công của hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tháng 11 tại Đà Nẵng, cũng như bàn thảo về định hướng chính sách hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Ngài Đại sứ Ted Osius đã cùng thảo luận chi tiết những vấn đề nổi bật liên quan đến quan hệ thương mại song phương, đồng thời đặt ra những định hướng chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, đối thoại nhằm xử lý kịp thời các rào cản thương mại, thúc đẩy hoạt động của các nhóm công tác trong hội đồng TIFA, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững nhằm duy trì đà phát triển tốt đẹp trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước hiện nay.